I can see some people getting too invested in taking a photo or a Snapchat and standing too close, but maybe the risk you're willing to take. But to prohibit it, take all of the photo in from this spot, no, it's not a good idea, because it's nothing to do with the dangerous at all. Chị thấy là không nên giữ lại, mà giữ lại thì trừ khi là tàu không chạy nữa. Chị ơi, đáng buồn là một sản phẩm du lịch đáng để phát huy và bảo tồn. Như vậy thì các cơ quan chức năng, các ban ngành có liên quan thì nên tìm ra giải pháp để cân bằng được hai việc, vừa đảm bảo an toàn du lịch cho khách, vừa quảng bá đất nước con người Việt Nam tươi đẹp như nào.